Ok, xin chào bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi video hướng dẫn Rabbit của Engadget MED. Thì hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình tạo ra cho nó mình một cái tủ điện ha, tủ điện. Rồi, thì chúng ta sẽ là bắt đầu đi vào tạo cái tủ điện âm tường ha, tủ điện âm tường. Thì tủ điện này thì sử dụng cho là các văn phòng, đấy, cho các phòng ha, văn phòng hay nhà ở. Đó, thì tất cả thì mình sẽ sử dụng tủ điện âm tường này. Rồi thì để tạo tủ điện âm tường thì các bạn vào Revit này ha. Vào New để tạo một cái dự án mới, một cái family mới. Thì đây mình sẽ chọn là FacePay nhé, Open. Rồi video này khá dài thì mình sẽ không có nói nhiều ha. Giờ mình sẽ thao tác để cho các bạn làm theo nhé. Để tạo thì ta bắt đầu.
Thank you.